Xin chào mọi người, hiện tại ngày hôm nay là ngày 10 tháng 9 và đây cũng là cảnh đầu tiên nhất của bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Thực ra thì các anh em đã chuẩn bị hết 6 tháng và mong chờ tới ngày này lâu lắm rồi, cho nên ngày hôm nay thấy các anh em đang rất là phấn chấn để có những thước phim đầu tiên. Mong là tất cả mọi thứ đều suôn sẻ. Action! Nhanh gọn lẹ nha, quay qua nhìn đó, cái làm đài quay vô liền nhẹ rồi nha. Mở mặt lên thử giùm anh cho tên coi phim cái. Thạch đứng qua lên thằng biến đứng thạch. Lúc mà em né, đúng rồi. Thank you.
cọc trước rồi kỹ lưỡng, có em có đơ dưới bảo hiểm. Nói chung thì cảnh này là cũng là cảnh đơn giản trong phim.
mở lễ hội tuyển vợ cho thái tử kia, tất cả dân thuộc đều được tham gia. Hả? Điều đó có nghĩa con cũng có thể trở thành thái tử phi chứ sao nữa. Mẹ ơi, mẹ cho con đi lễ hội nha. Thôi được rồi. Cuộc gặp gỡ ở đường làng, chiếc hài dưới suối, tất cả đều là do ông trời sắp đặt để đưa nàng đến với ta. Ngươi ngươi, chị Tâm, đó là chị Tâm. Không thể nào. Điều hạnh phúc nhất của Tiếp là được ở cạnh cha. Cái hạng đó thì làm sao mà đủ tư cách để trở thành thái tử phi? Sao lại không đủ tư cách? Muốn tôn thái tử, chính là bất ngờ cái quân sang tấn công quân ta đang cố thủ. Khi lâm đang trong chiến, vua và thái tử sẽ bị giết cái tính được kế hoạch của ta. Lúc đó thừa tướng này sẽ giành chính ngôi vương ngồi trên ngai vàng. Nếu hai người ngoan ngoãn làm việc của thừa tướng, tiền tài danh vọng các người mặc sức mà hưởng. Đại sư! Đại sư! Con trai của ta, ý trời đã định sẵn thời cơ để con nhận ra sứ mệnh của mình.